Làm gì xới cơm ngoài này ăn miếng trứng vô. Con ăn đi, ăn nhiều vô cho nó có sức, còn đi làm nữa con. Con biết rồi. Hai đứa nhỏ, ăn đi con. Vậy chú này nè, chia ra đứa một miếng nè. Má ơi con no quá à má. Má con cũng no nữa. Má cho tụi con mà chơi nha má. Thôi, mới ăn xong đi ra ngoài một cái chạy nhảy rồi đau bụng á. Đi mà má, cho tụi con đi ra ngoài chơi đi má. Mệt thấy này ghê á. Rồi thôi đi đâu đi đi. Đi dùm chậm đi chưa sắp hông đi chưa. Dạ. Ăn đi mắt. Con. Dạ. Cái vụ con với thằng Trung là sao rồi? Ủa, con với anh Trung đâu có gì đâu má. Không có gì hả? Người ta đồn rần rần. Má biết hết rồi. Con à, con tuy là con dâu nhưng mà má coi con như con ruột vậy đó, con gái má vậy. Má thương con lắm. Má cũng đâu có muốn con quá chồng. Con coi coi có người nào mà con đáng tin cậy đó. Con cứ đi bước nữa đi con. Má, má nói vậy là má chịu hả má? Má nói thiệt, nhà mình mà có thêm người đàn ông nữa con thì cũng được nhiều việc lắm á. Nhưng mà con với anh Trung không có gì hết trơn á, mới quen biết nhau đây thôi mà. Không có gì, con thấy nếu được á mình tiến tới luôn, nếu không thì thôi vậy. Rồi con biết rồi, thôi mà má ăn đi. Ăn nữa đi má, ăn nhiều vô. Chị Bảy. Ủa, nhà mình đang ăn cơm hả? Trời ơi, con sẵn dịp ngồi cơm luôn con. Dạ thôi được rồi, xe của cô Chậm bị hơi dây sên. Con ra tiệm mua sợi dây sên mới nè, để con thay cho Chậm đi. Trời ơi. Chứ để vậy đi hư hoài, sao chở mấy đứa nhỏ đi học được. Dữ không, em cảm ơn anh nhiều nha. Có ai đâu cảm ơn, sẵn con thay gì đâu, xíu à, xong hả? Dạ. Xe đâu? Dạ, xe em để về sau hè á. Ừ, anh thay nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Ừ. Ai vậy con? Dạ dì Tư, kế bên nhà tía con. Để con nghe cái. Dạ alo. Dì Tư hả? Ủa, tía hả? Dạ. Thiệt không tía? Dạ. Dạ. Dạ rồi rồi rồi. Dạ. Dạ. Ủa ủa, tía tía con hả? Dạ tía con á, mượn điện thoại của dì Tư, nói là mời tía con qua. Mai qua đây. Dạ. Ủa, rồi ai đưa tía con qua? Ờ ha. Thôi để lát con điện thoại cho thằng Tèo, kêu nó chở tía qua giùm. Trời ơi, tụi nhỏ mà nó nghe ông ngoại nó qua nha là nó vui lắm. Dạ đúng rồi. Ăn lẹ đi má, ăn lẹ.